Món quà của The Lil là món quà to nhất mọi người ạ. Món quà to nhất và xịn nhất. Đi mua cho anh ba cái máy tính. Alo, bé Năm. Cho anh ba chơi game 18 cộng. Vui lên trực nha. Luôn. Phải vui chứ. Cái mặt mua quà đâu. Vui ghê. 22 cũng. Mùi tiền không đó nha. Bảy ký không hả? Ủa, 7 ký à? Sao vậy? Để nó có cái tản nhiệt á. Nhiệt của thằng Hàn Quốc nó nhẹ lắm. 7 ký? Để qua xa. Tầm 2 bỏ chạy 3 ngày để giống nhà. Dán là dán, nếu mà dán là dán giống nhà anh. Thôi tốn tiền thêm để anh ba dán đi. À, cái này là cảm ứng à. Ui em có quay màn hình rồi. Đẹp chưa? Ôi. Trời, chuyên nghiệp quá vậy. Thôi lại đây, thôi lại. Cái tiếng bụng bụng rồi. Đi trên cỏ rồi nó lại khác. Mày rồi, xong nữa là nó tới tới đầu mày đậu con chơi rồi, xong rồi. Ôi. Con phá đảo con game này nè. Nè, cho anh phá đảo nè. Game gì chứ hôn quá à. Đi trên tiếng, cái giác gì bị lên luôn chứ. Bay lên. Ây da. Chết rồi. Chết rồi. Thôi dạ. Để này nè, anh bật phá đảo đi. Tay em bị tâm lý sao mồ hôi quá. Anh ba mà muốn không bị mồ hôi tay mà ướt cái tay cầm muối này được anh ba. Không nhiều đâu. Chứ anh ba sợ mà bị mà mấy cái mà cái nút con lăn này đó. Mua bên này anh ba. Đủ loại từ người nhện tới lắp banh đơ rồi. Có trăm mấy à anh ba, 200 mấy à. Chứ em hết tiền. 7 ký. Thôi thì sao cuộc đời dính có số 7 không à. Mấy 7 ký nữa. Cũng 7 ký luôn ha. Giờ chắc hai đứa tôi đi nhà sách gói quà lại cho đẹp đẹp tí. Đẹp đẹp không? Em ơi, vô lấy gói bông gói cho anh ba được. Cái máy này sao? Cái máy này game khó lắm, mà anh ba cũng bắp sao phá đảo được. Lấy cái máy này dưới bà quay lại cho anh em. Anh có thấy mùi gì không anh? Mùi tiền. Đâu ở đây nè. Đâu bên này nè. Thôi, tặng quà cho anh ba phải vui chứ. Vui mà. Bây giờ đâu á, nhưng mà vui. Cái là cái nền sao? Đó là xong. Nằm đây được không? Dạ, bên góc đi. Cái là giữa được không? Đây hả? Không, giữa không đẹp đâu. Bên đây thích đây ha. Là góc là đẹp nhất. Đúng rồi chú. Ok. Chú coi đó chú. Rồi, cho đó chú. Đưa cho anh chắc banh chặt. Ủa cái chị luôn á hả? Nó không sao không. Nice. 2000 years later. Đây, mấy anh em vừa mới tới, giờ bắt đầu là đi thang máy lên. Anh em đi máy đỉnh. Đi máy đỉnh. Chuẩn bị lên đường. Rồi, dắt luôn đi. Dạ, anh vô. Vô. The prodigy and meter, but you're a little bit a gentleman's bit. Get a hold of this bitch, like care of that. Cái outfit của ngài nó không lẫn vào đâu được. Và đó là ngài Alien. Ngài vô tưởng hôm nay sinh nhật ngài không có vô. Anh ba, nay sinh nhật bé Len luôn hả anh ba? Nay sinh nhật bé Len luôn mà.
Nhà chế đôi giày quá cởi ngựa hả? À, cà phê nó chân thiệt á chứ. Bà Tú, bà Tú đánh ra quyền không chứ? Ông đang lấy hình ảnh anh em mình đó, đánh ra quyền đó. Nó đòi đánh gậy anh, nó đòi đánh gậy anh. Nó đòi đánh anh á. Không dữ vậy. Danh nhân nuôi tép giờ không dữ. Dạ nói gì? Dạ nói gì? Dạ nè, bá đi nói gì? Anh nói gì? Anh nói gì? Xin lỗi. À, cà phê của em tờ rinh này à, chất thế nha. Đi ở phết nè, ở phết của là chắc cỡ 170 á. Cà phê tiêm nè, 70 triệu. Lại là điện thoại em rồi, nhớ 5 triệu. 6 triệu. À, phía này Sài Gòn ai bằng chinh giờ? Ai ngã lên đi. Số đó chứ anh em mình quý nhau lắm, ôm cái hôm nay đi học lớp về cho biết thôi, mụn lắm thế nhờ, bớt bú đi nha anh, giờ này mụn nha. Ok giờ anh em mình chơi bài ngồi đi, ai ly đầu với anh ba mà không hết em chấm em ơi. Ờ chứ, ly đầu anh ba mà. Dạ nuốt trước anh mới la được nè. Đâu lai uống đi anh uống liền. Anh uống hết đi nè em uống. Ở đâu ra nó vậy? Mở liền uống quá hả, cà phê uống quá hả? Trời ơi, mở bán cho sinh nhật anh ba mà, hết đi em. Sinh nhật anh ba, ly đầu. Nhà hết nha. Mọi người ơi, ly đầu sinh nhật anh ba hết đi mọi người. Lại nè. 1. Cầm cái ly lên cho ba. Đã đi. 1. Từ thôi cho. Má đợi lùng. Ba 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 anh em vừa nghe Lia sợ lòng mà nói gì đây. Mana hỏi là ba mày đâu? Mày thương ba mày không? Mana hỏi vậy, giờ này còn gọi điện cho ba không? Không. Tao bắn tơ mày bây giờ đó nha, bao nhiêu? Bắn tơ chú đi này. Ok, hai bạn lưu ơi, hai bạn vô đi. Ơi, tu hết rồi. Dạ, anh em nói bảo tu hết đi kìa. Cái mà anh em cứ nghĩ đi. Bây giờ tôi hỏi anh em vậy đó. Tôi mà xỉn á, rồi ai lao cho anh em ở đây đúng chưa? Không nể tôi không ui. Rồi tôi sợ là uống hết bia rồi anh em không có cái để nhậu nữa. Uống đi. Chứ tôi đụng có bia. Tiếc đi. Bia. Sợ mày về tiếc. Không thật, tôi nói thiệt với anh em, bia rượu rồi mày mày dâm ba ly này. Uống rồi mày hết cái là hết. Uống đi đi trời ơi. Uống đi bạn. Cử ly nha. Uống hết đi. Mày uống tao đi, tôi uống mày. Cái ly mày đâu? Đây, đang cầm trên tay đây, uống đi. Cái ly nè, mày lấy cái ly trước đi tính. Dạ. Ly mày không uống cái món luôn. Thôi, chưa ăn uống gì. Thôi, mày ăn đi. Mẹ. Không. Mày muốn tao muốn. Dạ, không. Mày không nể đâu rồi. Đó nè. Tao nếu nể rồi. Tao nếu nể rồi, nếu. Đủ. Anh em phải dậy với lên bắt tay á. Nếu nể. Anh em mình không để tôi lên nó thuốc anh em mình say được không? Mập uống dữ lắm đúng không? Lòng mập mới rộng mới uống dữ lắm. Mời anh em nha. Anh em nào ở nhà mà có bia, cầm luôn đi tôi. Không, ba đã hết cái đoạn gì đấy kìa, mời anh em nha. Anh tiền mất rồi kiếm này được, nhưng mà anh em mất rồi không kiếm này được đâu. Mình anh em ba đi khắp bốn nơi để tìm anh. Uống đi là má giờ cái mất người đâu uống giờ. Thôi, nó làm cái cho lên bia mới. Mình lời. Ba ơi, em nằm ngủ rồi đấy. Đấy. Em nổi đây với sếp rồi. Gác vậy. Anh em biết tôi mà. Em biết
đang ngồi nha. À, bò ơi, cái chỗ này còn à, muội vô đây, cái chỗ này còn trống nè muội. Muội ơi, cái chỗ này nó còn trống em. Cái chỗ này trống không? Chỗ này trống không? Trống. Muội, chỗ này trống. Các bạn ơi. À. Ui, vô rồi, vô rồi. Trời ơi. Ngồi, ngồi đi em. Ngồi đi em, ngồi. Ngồi đi muội, ngồi. Ngồi xuống. Ê mọi người, cái xuồng này tôi đẩy là ok nha mọi người. Công sức mọi người đẩy bữa giờ đéo ăn tôi đẩy đâu mọi người. Mọi người hô la cho tôi nào. Vô cái đi. 1 2 1 Cái gì rớt vậy bay. 2 3 Vô. 2 3 Hương. 39 mày định. 39 mày định. Em có muốn nói gì với lại khán giả không em? Em ngại không mọi người đừng có. Em ngại á? Không có gì đâu, ngại. Có mình nói không có thôi, gì đâu. Còn ai muốn nói gì không? Bên ở trên kia nói dữ lắm à. Bên kia nói dữ lắm à, đúng không? Cô hùng con gái được không? Cô hùng con gái được không? Được đúng không? Được đúng không? Không là hứa nha. Con phải xoay qua người ta mới thấy nè. Con này nè, rồi con hôn nha. Con hôn rồi, con xíu cái lên. Ai da. Giữ nó tối màn hình đó, con đụng nhị vô cái màn hình thôi nha. Hold up, wait a minute. Something ain't right. Bắn đây, bắn đây. Achiu. Để cái đầu ai? Còn không hả? Còn không? Trễ quá rồi. Chỉnh cậu bé. Cầm lên. Đường nhanh lên. Mình chưa chỉnh rồi. Người ta nói cái gì mới chạy đây không biết à. Sao cô hôn mới cái cảm thấy như nào, hôn mấy cái cảm thấy như nào trời vậy vậy trời nó chưa nó chưa lại cái thôi lên nó hỏi em sao cô hôn nó thì sao chưa biết gì. Để hỏi cửu muội rồi nha, để hỏi cửu muội rồi nha. Kỳ quá em. Hỏi cụ thiếu nha, là cụ thấy cảm giác như thế nào xong không em? Không được hỏi à. Ngày này xong rồi đó. Hôm nay xin nhận anh Be không phải là người duy nhất mà kích lại thằng người duy nhất trong đời. Ôi, chụp đi à. Phải hôn nha, phải hôn nha. Phải hôn nữa cậu ba. Phải hôn nữa cậu ba. Phải hôn nữa cậu ba. Sẽ để là một like, một share cho phim của Badland. Quay. Nhưng mà cái hôn luôn, phải hôn nữa. Phải hôn nữa. Thắng làm vua thua làm content nha mọi người. Thắng làm vua thua làm content luôn. Và bây giờ cậu ba đã thắng rồi. Rồi, tiếp rồi. Ok. Ôi giời ơi. Ăn quá ngại quá. Ngại quá. Ngại quá, giống kích hồi. Ngại quá. Kỳ quá.
cắt đồ. Để mày biết, mày biết tao, tao hỏi nó cảm giác như thế nào sau cái hôm đó, nó nói gì không? Nói gì? Mày biết nói gì không? Phê hả? Mày kêu xuống cái lục bát. Ủa chứ không dướng hả? Không, mày nó kêu quá, kìm bóp. Đúng không? Còn tao hỏi chị cũ đúng không? Chị cũ ngại đúng không? Mình phải dạy chứ. Vậy mày hưởng hùng tao cái rồi sướng không? Không, thả tâm hùng mày sướng. Con chó này tao đang ăn nha. Chờ đánh chém đồ ăn nha. Ăn mình phải ăn mới có chút nhậu. Lên nãy ăn nhiều rồi, lên ăn khô quẹt nè. Giới thiệu cho anh em nha, hôm nay chúng tôi trả cho mình một món khô quẹt đó là ngon, đậm đà. Món thứ hai là món sụn ghe. Đây, sụn ghe lấy muối. Món thứ này là món mực, liền uống hết rồi. Đây. Review. Rau cái đây, mời bạn ăn nha. Thôi không nói nước, giờ tôi ăn liền. Mời nha. Không hiểu mời anh Nị ta. Anh Nị bị Covid rồi. Sao bị Covid? Tại Nị gà kịa tao nhiều quá. Ở Hà Nội nghiệp, à? Nghiệp đến với Nị. Anh ra Hà Nội đúng không? Ở Hà Nội luôn. Rồi, trời ơi. Xui tới. Đưa luôn hả? Nhạc lên quá lên rồi. Gật như chú chó trên nốt tử. Gật như chú chó trên nốt tử baby. Gật như chú chó trên nốt tử. Anh đang chiêu theo nhạc, theo điệu nhảy của Sếp Tùng. Nhưng mà anh quay qua thấy em thì anh bất ngờ quá lắm. Thôi đừng quay tao lên rồi. Tao đâu đi ăn á. Cái bánh kem này mua tặng cho anh Bê này mọi người. Cái bánh kem này mua tặng cho anh Bê đó. À, ngày nào mua đúng không? Mời mọi người mà uống hết cái ly này chốc xuống luôn cho mọi người biết là không có nhấp môi. Gà sống đá gà chết. Dữ quá. Rồi, chiến nào anh em? Ê, nhưng mà cái ly có vẻ hơi to hơn cái ly kia ấy. Không, nó vậy. Ly nào cũng vậy em ơi. Bình thường. Như nhau cả. Cái ly nào cũng bự. Như nhau cả. Rồi. Quên. Rồi, bạn nào trước? Đúng chưa? Mình phải mời vài người lớn trước. Bây giờ lấy anh ba làm chuẩn. Em hết ba chuẩn. Lấy anh ba làm chuẩn. Anh luôn hết. Anh luôn hết rồi. Anh hơi giỏi anh luôn nha. Người ta uống hết rồi không ai còn đâu. Anh uống đi. Anh làm tuổi đi mời mà. Có phải mày đi chơi quá. Mạnh lên. Thôi rồi. Ghê vậy. Thôi đi. Thôi sớm. Mina đẹp sẵn rồi, thêm bài cũng không sao. Có thể thôi, để lúc bị một là ai chịu tự
bây giờ Mina chọn đi bàn 2, bàn 3, quay bàn 3 đi. Quay bàn lớn luôn, quay bàn lớn luôn. Tụi mình đi. Anh ảo thuật cho mình đi. 1050 là lát thì anh em chỉnh giúp 720 giúp lên nha. Chịu khó ha. Cảm ơn anh em nhiều. Ảo thuật xong, ảo thuật xong. Được nhau, được chưa, được chưa, được chưa. Đi nè, mọi người ơi. Chắc là vui làm chuẩn đi. Trời ơi, cái điện thoại ép quá vậy. Cái điện thoại ép quá. Cái điện thoại của tôi ép. A few inches later. Uống cái lưỡi đi ơi. Hello anh Nghiêm đi. Hello anh Nghiêm đi. Yeah. Hey, anh Nghiêm thấy gì chưa? Hùng gió. Hello anh Nghiêm đi. Anh Nghiêm thấy gì nhìn thôi. Mới về à. Anh Nghiêm không dặn nha. Anh Nghiêm không dặn. Anh Nghiêm vui vẻ nhá. Okay. Tỏ nàng Nghiêm chơi game một mình. Chơi game hư ạ. Anh lì, nó lì lắm, mày thấy chết không? Thôi. Mẹ ơi, gặp anh Nghiêm à. Nói chuyện anh Nghiêm vài câu nè. Đâu? Nghiêm nè. Anh Nghiêm nè. Lì lắm nãy giờ em quay quá trời. Ngày mai mà chắc có hoài tới đâu rồi, chết mẹ chứ đâu. Chưa tặng quà hả? Chưa tặng luôn. Chưa tặng bất kỳ người nào. Ủa mà nếu có chết mẹ luôn. Gắt vậy. Mẹ ơi, anh Nghiêm muốn có gì, điều gì muốn nói với anh Nghiêm không? Nghiêm ơi. Anh Nghiêm luôn, anh Nghiêm luôn. Em thương Nghiêm lắm đó anh Nghiêm. Em mà thì chứ em mà có gì là anh Nghiêm có một nửa. Ai đụng anh Nghiêm là đụng tới em. Anh Nghiêm thấy nhát dao này không, em đỡ cho anh ba đó. Thì mai mốt lần nào chém anh Nghiêm lại em cũng đỡ nhát này nè. Anh Nghiêm ơi, tiền mất có thể kiếm lại được, nhưng tình anh em mất không kiếm lại được đâu. Tình anh em ta đi khắp muôn nơi để tìm được anh hào quang. Anh Nghiêm chị cũ em dâu luôn rồi, tất cho lẹ. Chị dâu rồi chứ gì nữa. À, em dâu của anh Nghiêm nè chứ đâu. Nhắn em dâu tao kiếm nó coi vậy chứ tình cảm lắm. Tình nó làm khổ nó được. Em dâu nằm rồi nè. Em dâu anh nói đi, trả lời câu của anh Nghiêm đi, trả lời đi. Đâu anh Nghiêm đâu? Đã. Trả lời câu của anh Nghiêm đi. Nhưng mà quay trả lời. Đây nè. Uy tín không? Hay hay tặng quà tôi lên ơi. Nhận đi. Nhận đi đó. Chép đi. Chép đi đó. Đi đó kìa. À, cái đó làm rồi. Chép đi đó. Chép đi đó có nhận bó hoa này của tay tôi không? Chép. 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 Chung chàng với chung chàng đây để người ta hôn nè. Nhận thôi. Đây là người bạn. Lịch sử. Người bạn mà tôi quý. Người bạn chí cố mà tôi quý. Ok. Nhận hôn vậy tình bạn. Nhận hôn vậy tình bạn. Hai. Hai. Đúng không? Hai. Tôi cảm ơn Thi Thi nha. À, nhận hôn vậy tình bạn nào. Rồi. Chúc sao rồi chị. Vậy. Trời ơi, cái này là bóng hai tình bạn. Tôi chí cố 3 tiếng đó. Tụi tôi là kiểu... Hôm nay ngủ ngoài đường. Trong tim anh có chàng thôi à. Má thì có ai nhiều con nữa. Nè, tới đây anh tặng nè. Tặng cho Bi đi, Bi bên kia kìa. Đủ nó nghĩ mặt mình dày dởm nó thôi. Thử lên ơi. Alo, alo.
giờ phỏng vấn đi. Alo ba, alo cảm nghĩ sao về người con thương trai nhất hệ mặt trời này? Trời ơi, là một người rất là tuyệt vời luôn. Không có thể có một cái câu gì để mà miêu tả hết được. Đúng không? Nhưng mà hôm qua anh có mất ngủ không? Đêm qua thằng nào ấy. Yesterday. Chị Miu đi mệt không? Mệt đâu mà? Chị Miu đi mệt đâu, đi máy bay mệt đâu? Dạ mệt. Ông Năm hồi nãy ông Út xót cô Năm mệt không cô? Ông Năm ông Út xót. Bình thường anh nghe nói không bình thường với cô Nam nghe cái lời hơi nặng lời á. Nhưng mà sao kiểu thương như roi như bọt á chị Miu à? Không có, không có thương luôn á. Không có thương luôn hả? Chứ ngày mắng nè. Ông muốn mắng yêu ấy chứ. Chứ chị thấy không? Chị có thấy bên này nó chị có thấy bên này nó thương ba nó mà nó đánh ba luôn không? Thì người ta gì khi thương quá người ta dùng hành động. Bây giờ lên một phòng thứ hai. Dẫn cái mi đi. Cái mi em đi Sài Gòn, vô Sài Gòn em thấy mệt không? Em hả? Không. Vậy là không mệt quen đúng không? Sài Gòn rồi đúng không? Là... quen kiểu sạch tiêu tiết Sài Gòn rồi đúng không? Ở Sài Gòn cũng lâu. Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Thì nếu mà em không cái mệt vừa thì xem luôn hả? 4 giờ sáng ba tu ngủ làm content vậy. 4 giờ sáng. Em tưởng là lát mọi người rủ em đi đi vậy? Trời ơi. 5 giờ sáng hỏi anh làm gì đấy? Anh đi móc ra cho Bi. Anh đi móc ra cho Bi. Content này hơi sâu nha. Không, nhưng mà bây giờ này. Sao em nghe. Bây giờ em hỏi là anh em có thương chị không? Anh Nghiêm có thương chị không? Anh Nghiêm mà không nói thôi là không thương. Anh Nghiêm hỏi này, anh Nghiêm hỏi chị Nhung trước này. À, nay bộ outfit chị Nhung nhiêu tiền nè? Bộ outfit 100 triệu thôi à? Rồi chị Nhung nói đi. Không. Rồi rồi em quay em quay. Cái áo đi mượn. Áo đi mượn. Túi đi mượn. À, luôn của tôi nha. Cái luôn của tôi như thế kia mày mượn ai được? Mượn nè. Khó lắm mới mượn được đó. Câu đó khó quá anh Nghiêm ơi, em hỏi anh không được anh ơi. Câu đó khó quá, em hỏi anh Nghiêm. Tiếp tính lên. Đi tiếp nè, em đi tiếp đi. Bên này là Thôi nè, Jen Bi, Mấy Linh. Mấy Linh này là dân bộm số 1 ở Sài Gòn. Trời, cái gì vậy? Tây Thi. Nặng lắm á. Vô phòng vấn hỏi chị em đi, hôm nay có suy nghĩ gì buổi sinh nhật hôm nay? Mọi người ơi, hôm nay mọi người thấy sinh nhật vui không? Hay. Đây à, đây xía nè, Du Bi rồi Linh, Du Du gì vậy? Con mà thương cha nhất hệ mặt trời đó vô. Đó, chỉ cần là thương cha là tuyệt vời nhất. Mấy Len là phóng sự. Anh em có muốn nói gì không? Anh em nói. Hỏi đây là trả lời. Anh em nói gì đó hư hỏng được không? Mấy câu anh em nói mấy câu hư hỏng á, cái lộc quá anh em mấy câu dơ bẩn cũng được, câu nhiễm được. Hãy nhìn vào đi à, cái gì chính là dơ bẩn à? Sao đưa đâu đây lên nó đẩy cái chân anh ra. Không đẩy người thằng này nó đẩy nó đâm giọt hơi nhiều, nó đâm giọt em hai lần đây. Đi ra em, hôm nay em thấy sinh nhật anh ba vui không em? Sinh nhật đây vui không? Không ai nhắc cái sinh nhật của Mina là sao nhở? Ngày 26 luôn đúng không? Không, sẽ có quà cho Mina, có quà. Mọi người hãy nhớ Lia bảo là có quà nhá. Tôi hứa. Tại tôi không biết thì năm nay là tôi biết sinh nhật Mina ngày này đúng không? Là năm sau, năm tới, năm rồi, năm nữa là sẽ có quà. Bao nhiêu năm? 2 năm ở MBTC rồi. Năm ngoái cũng là sinh nhật chung với anh ta mà. Trời ơi, bị bóc phốt kìa. Năm ngoái anh dành thời gian cho sự nghiệp quá. Bị bóc phốt kìa. Thưa luôn, sẽ có quà muộn cho Mina. Tại không biết thì muộn này khi nào, ít nhất là trước khi đi Phú Quốc. Khi nào đi Phú Quốc? Đó. Là ngày mai chắc chắn là sẽ có. Chứ không là trước khi đi Phú Quốc lạnh thì sẽ có cho Mina. Có quà hay không có quà mình vẫn sẽ up lên cho các bạn. Hay à, tùy tính nha. Rồi hay à. Ví dụ mà Liên quên thì mình sẽ nhắc lên để cho Liên nhớ. Chí nhưng mà có thiệt mà. Mà Mina mới lên bạn anh nó đang làm phóng sự á. Mina có cái câu nào mà nghĩa là hư hỏng hay dơ bẩn không? Trời không có, em nghĩ là chỉ có dành cho Liên thôi hiểu không? Cái gì cũng anh không vậy? Anh đi cũng thì đúng mà, anh có cần tên dơ bẩn hay là
cái gì thì em nghĩ là hợp không, anh cái câu ấy là cái câu nào á hư hỏng á, giống như là anh lên tắm chưa rồi. không được, mà nếu vui nha, để vui nha. Trời, câu đó không hư. Phải nói là anh lên hồi đó có đánh cha không? Đánh cha. Đâu anh đâu à? Để em đánh anh. Đồ mà. Đây giới thiệu với anh em, đây là đốm chúa. Đốm gì ta? Đốm con. Hai con đốm thì đứng kế bên là bầu trời. Những con đốm sẽ bay cao lên bầu trời xanh. Ok chưa? Ba người tôi tin tưởng nhất là sẽ tồn ai. Đây làm phóng sự đi. Anh Lý Cân Sường, người anh của tao. Đó, anh ơi, bên em nó muốn phỏng vấn anh vài câu đây, rồi. Đây. Ngồi đi. Dạ. Em nghe. Anh thấy sao về cái content này của bên em anh? Đỉnh luôn, em không ngờ. Anh chỉ mong ước có một lần anh ngồi phía sau nghe đó. Ngay nữa chở anh Lý đi bằng cái đó luôn. Được không? Xe em thấy yên sâu rồi. Sao vậy? Tại xe đi hai người khó đi. Có lại người ngồi sau tôi sợ. À, là nó không tính, nó không muốn chở vợ đi luôn. Không sợ, ngồi sau mấy lần sợ. Không vậy, anh đu được, anh cốt khỉ. Tao với anh Lý hồi xưa là kiểu đu né không ai không quen. Đập đế đúng không? Đập đế đúng không? Anh em mỏ đá một. Nãy giờ anh uống được mấy lần anh? Bê chưa? Mới hai lon mà bê. Em nãy giờ chắc cũng hai mấy ba chục lon. Quá đủ, quá chục lon, quá hai mấy chục lon. Nếu mình để gì mình nằm rồi đó. Mày nằm rồi đó. Má tao không để ly là anh vợ đâu rồi. Chồng ơi, chắc anh Lý xỉn đây vui vậy? Anh, để em với bên em đi làm phóng sự tiếp. Anh em sao vậy anh em? Hôm nay anh thấy vui không anh em? Rất vui á. Nhưng mà thấy cà lê điên mình hơi buồn. Cà lê điên mình? Ủa xe không chở Trúc Giang đi? Người đàn ông đẹp nhất là không thuộc về ai. Dây. Nó được. Dây. Thằng này nó ghen luôn. Nó làm gì hả? Nó quá ngam luôn. Nó có tình yêu mình để nhậu xỉn rồi bắt đầu nó làm gì đó. Không có. Tại vì Trang bận hơn là Trang không đi được anh. Hỏi Tùng xíu nè. Hãy Tùng mới lên đây chưa? Mới lên được tầm 3 phút rồi. Thấy vui không? Vui. Có tặng quà cho anh bè không? Hả? Có tặng quà cho anh bè không? Có chứ, có tặng quà. Có hỏi câu kì. Không, cho bỏ nhẹ tặng quà gì được không? Đúng rồi. Anh hỏi lại Lê có hương cha không? Anh bè hôm nay vô anh em ơi, hơi bị nhiều quà luôn. Dễ nhờ một chín ngày hôm nay anh bè luôn không? Quay cái đồng hồ của anh ba á. Cảnh quay đồng hồ của anh ba. Bữa nãy mày quay rồi mày. Bé. Cuộc đời tao ước là chỉ được đeo đồng hồ đúng một lần thôi. Tao quay thôi một chữ hiểu rồi đó. Ba, mày lại nói anh ba sao nay ba không đổi vậy? Sao nay ba không đổi vậy? Nhìn như trai kiểu như mới mười mấy luôn á chứ. Bớt sạch. Ba nói câu nào dơ bẩn rồi anh ba. Nói giờ chưa nghe anh ba nói bậy luôn á. Nó giỡn rồi chứ cặp thì bự lắm. Không có cục đó. Lại không ơn văn hóa. Vô duyên thì kỳ hả lên. Lớn rồi, tay kỳ quá. Chứ con đang đợi em. Thầy lại con đang đợi. Làm tới nữa đi phá án mà đúng không em? Hình như có một vụ án lớn mà đúng không? Với con đang đợi em, chắc em về quá. Với con hả? Em tính đi tăng ba. Tại em đi. Vậy em không muốn nói cái lời nào với con không? Nói nhiều lời quá. Chắc em phải là để theo một chút còn đó. Một chút không đủ đâu em ơi. Một nhiều. Chơi đồ. Tại giờ hỏi anh luôn rồi, anh nghe đang nghĩ bao nhiêu điểm số bao nhiêu cái này nè. Anh Long ơi, anh phán em cái tỷ số SD với lại Sprat đi anh Long. Trước khi bắt đầu là anh là 2-1 nhưng mà nhìn hiện tại là 2-0 rồi. 2-0 dài anh ai? Sprat rồi. Ai à? Chưa, anh Tuấn có làm cho Sprat rồi đúng không? Đúng anh ạ. Trời ơi, người xin người Sprat chết mệt luôn, vui quá. Phán cái việc mà chị đó có được anh ba lại không? Anh 2030. Mày chơi tóc chiến. Em năm. Wow. Mày ngon quá vậy? Số đây anh, tao bóp cho mày nè em. Anh chưa. Số này tao bóp cho mày ăn nè.
trở chân mà. Ồ vậy hả? Không biết bóng tôm hả? Biết sao? Bị xe cánh tâm bỏ. Quay qua đây quay đây. Bỏ sao mà cánh tâm bỏ? Ủa nó đúng rồi, tao nói vậy. Sao bạn nói với em mấy em vừa nói chứ câu luôn á chứ. Tào lao. Tư vấn không? Ai cun đấy cái gì cun? Anh em nói ba đi Minh Tâm là ngon là đủ chỗ. Minh Tâm nhét sao đủ? Tào lao quá anh em ơi, thiệt chứ. Tụi tôi giỡn cái đó chứ đời nào đi chỗ đó. Tí đi dở đủ. Nó có vé VIP anh em, nó có thẻ VIP luôn đấy. Vào là từ thường mình nhớ người ta phải thanh toán tiền cho nó quẹt phát. Đó mọi người ơi. Đi mọi người ơi. Đâu mà mất giọng luôn, mất tiếng rồi. Mai sao stream giờ đây? Cái gì đâu, bình thường ngủ dậy giấc rồi hết rồi. Chắc là mai lên show kỹ năng cho anh em ha, tắt mic kiểu show kỹ năng. À, rồi đánh liên minh show kỹ năng thôi. Mặt lạnh như vậy cơ hả độ? Để người cơ. Ta coi cái kỹ năng của mình mà. Kỹ năng hàng bảy của Cali á mọi người. Gì vậy? Kỹ năng hàng bảy của Cali á. Đi anh. Ừ, kêu đi. Mọi người ơi. Ok ok nào. Anh bài đó là tập trung anh ba phán người bao lì xì kìa. Đây anh ba ơi. Nghe chưa ơi? Đỡ nghe chưa? Phê chưa? Giờ anh em đi tăng 2 nhá. Do đó là phải nhảy cho tỉnh nghe chưa ơi. Phải lên. Phải nhảy. Lên tới cái máy bay hơn cái máy bay. Chứ đây anh em thấy chuẩn bị sẵn lắm rồi chứ.